Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo công dân số 569 của Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang và công dân số 653 của Quỹ ban nhân dân huyện An Phú về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Sáng ngày 18 tháng 6, đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 lưu động huyện An Phú ra quân kiểm tra chính cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thực phẩm trên địa bàn thị trấn An Phú qua kiểm tra, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thực phẩm thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyền. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa đảm bảo khoảng cách khi phục vụ khách hàng tại chỗ, nhân viên phục vụ chưa đeo khẩu trang đúng cách và bố trí nước sát khuẩn chưa đầy đủ tại các lối ra vào. Đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 lưu động quyện đã yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế như khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.